Xin chào tất cả các em. Cô sẽ tiếp tục hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa. Cô học từ nhân 7, bài 7, hóa trị và công thức hóa học. Đối với câu hỏi sách giáo khoa trang 41, copper sulfate CuSO4 được dùng làm chất chống xoắn cho lá, cho cây cà chua. Em hãy cho biết số nguyên tử của từng nguyên tố có trong phân tử copper sulfat và xác định phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất này. Vậy nhìn vào đấy thì chúng ta thấy cái phân tử CuSO4 thì nó gồm một nguyên tử đông, nguyên tử Cu, một nguyên tử S và bốn nguyên tử O. Cái thứ hai là muốn tính phân trăm khối lượng thì chúng ta cần phải xác định phân tử khối. Phân tử khối nó là khối lượng phân tử đi. Khối lượng phân tử CuSO4 nó sẽ bằng một khối lượng của một nguyên tử đông 64 nhân 1 cộng với khối lượng của một nguyên tử S là 32 nhân với 1 cộng với khối lượng của bốn nguyên tử oxy mà một nguyên tử oxy là 16, vậy bằng 160 đơn vị là AMU, đơn vị khối lượng. Vì vậy ở đây chúng ta xác định được cái phân trăm khối lượng các cái nguyên tố trong CuSO4 như sau. Phân trăm của Cu sẽ bằng khối lượng của Cu có một Cu trên cho phân tử khối là 160 nhân với 100%. Bấm kết quả được 40%. Phân trăm của S sẽ bằng 32 nhân với 1 đến 160 nhân với 100% thì bằng 20%. Phần trăm của O có 4 nguyên tử O thì bằng khối lượng của 4 nguyên tử O trên cho phân tử khối nhân với 100% bằng 40%. Câu hỏi sách giáo khoa trang 42 cho sơ đồ mô tả sự hình thành liên kết cộng hóa trì trong phân tử HCl. Hãy xác định hóa trì của clo trong hợp chất trên. Thì rõ ràng clo chỉ đưa một e ra để tạo liên kết. Vì vậy clo có hóa trì 1. Và H cũng có hóa trì 1. Về câu hỏi tìm hiểu về quy tắc hóa trì cho cái bảng 7.1 H2S thì hóa trì của lưu huỳnh ở đây là 2. Tích chỉ số và hóa trì của lưu huỳnh là 2 nhân 1 và tích chỉ số hóa trì của oxy của hydrogen là 2 nhân 1. Vậy hãy xét phân tử và so sánh thì thấy tích chỉ số và hóa trì của S thì bằng tích chỉ số và hóa trì của H đối với phân tử H2S. Còn đối với phân tử CH4 thì hóa trì của carbon trong này thì H là bằng 1. Vậy tích chỉ số và hóa trì của H là lấy 4 nhân với 1. Một ta ghi bằng chữ số La Mã. Còn tích chỉ số của carbon, vậy carbon ở đây là hóa trì 4.
x chỉ số và hóa trị lấy 1 không viết có nghĩa là 1 nhân với 4. Vậy thì tích chỉ số và hóa trị của carbon cũng bằng tích chỉ số và hóa trị của H ở trong phân tử CH4. Chúng ta có quy tắc hóa trị là AXB y. Trong đó A nhỏ, B nhỏ là hóa trị. Thì ta có tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố A sẽ bằng tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố B trong một phân tử. Câu hỏi sách giáo khoa trang 43, xác định hóa trị của S trong hợp chất sulfur dioxide, một nguyên tử S liên kết với hai nguyên tử O, có nghĩa công thức hóa học của nó sẽ là SO2. Thì ở đây oxy có hóa trị 2. Muốn tìm hóa trị của S thì chúng ta sẽ dựa vào quy tắc hóa trị, chúng ta có 1 nhân với A thì bằng 2 nhân với 2. Vậy suy ra A bằng 4. Vì hóa trị chúng ta phải viết bằng chữ số La Mã. Tương tự như vậy đối với phân tử hydrogen sulfide, công thức hóa học của nó là một nguyên tử S liên kết với hai O nhâm 2H, được phép sử dụng H hóa trị 1. Đây cô đặt là B. Thì chỉ số và nhân với hóa trị thì bằng chỉ số nhân với hóa trị nguyên tố kia, vậy B sẽ bằng hóa trị 2. Còn đối với trong hợp chất metan CH4 á, thì CH4 H có hóa trị 1, C ta đặt là X, thì ta sẽ có quy tắc hóa trị 1 nhân với x bằng 4 nhân với 1. Vậy x bằng 4. Vậy carbon có hóa trị 4. Dựa vào quy tắc hóa trị và bảng 7.2 này, hãy cho biết công thức hóa học của potassium oxide là KO hay là K2O. Thì nếu là KO, thì chúng ta sẽ có như sau: oxy hóa trị 2, để đặt là X, thì có quy tắc hóa trị đó là X nhân với 1 thì bằng 1 nhân với 2. Vậy X bằng 2. Thì vô lý ta tra ở trong bảng này kali chỉ có hóa trị 1, vậy loại không thỏa mãn. Vậy suy ra nó phải là K2O. Đối với nếu K2O thì tương tự chúng ta tương tự để hóa trị 2, để đặt là A, thì chúng ta sẽ có 2 nhân với A thì bằng 1 nhân với 2. Vậy A bằng 1 thỏa mãn. Vậy công thức của potassium đó là K2O. Ở đây là lời nói con cô kiểu thì bằng ký, cái lời giải nó ngắn gọn hơn một tí. Câu hỏi sách giáo khoa trang 44, khí carbon dioxide luôn có thành phần như sau: cứ một phần khối lượng carbon thì có 2,667 phần khối lượng của oxygen. Hãy lập công thức hóa học của khí carbon dioxide, biết phân tử khối của nó là bằng 100, ta bằng 44 AMU. Vậy ta gọi công thức, tôi viết tắt công thức hóa học của hợp chất carbon dioxide là CO2. Cô xin lỗi, C2H2, C2OI. Thì ta thấy là vậy cứ một phần khối lượng carbon thì tương ứng sẽ có 2,667 phần khối lượng oxygen. Vậy thì khối lượng của carbon là nếu một phần có một phần khối lượng carbon thì cả phân tử sẽ chiếm
cả phân tử sẽ có hai, một cộng với 2,667 tức là 3,667 phân khối lượng. Thì carbon sẽ là một phân khối lượng. Vì vậy chúng ta sẽ có công thức tính phân trăm của C carbon như sau. Ở trong cái phân tử này sẽ có X nguyên tử carbon mà một nguyên tử carbon là 12, chia phân tử khối của nó là 44. Thì ở đây tương ứng là bằng một phân trên cho 3,667. Và chúng ta bấm máy tính ra được X bằng 1. Mà có thể tính theo phân trăm oxy cũng tương tự được như vậy, chúng ta tính theo oxy cũng được. Phần trăm của O sẽ tương tự sẽ bằng Y nhân với 1 O là 16 trên 44. Thì oxy chiếm 2,667 trên cho cả cái phân tử. Bấm ra Y bằng 2. Về công thức hóa học của nó sẽ là công thức phân tử CO2. Ở đây Y có thể tính cách thứ hai. Ta sẽ có 12 nhân với 1 cộng với 16 nhân với Y thì bằng 44. Và chúng ta cũng giải ra Y bằng 2. Có hai cách để tìm. Ở đây là tỷ lệ. Chúng ta sẽ suy luận carbon một phân khối lượng thì cả phân tử sẽ là 3,667 phân. Câu 2. Hãy lập công thức phân tử khí hydrogen sulfide biết lưu huynh trong hợp chất này có hóa trị 2. Thì dạng bài tập thứ nhất là khi biết phân tử khối, còn dạng bài tập thứ hai chúng ta sẽ lập công thức khi biết hóa trị. Ta gọi công thức hóa học của khí hydrogen sulfide hợp chất sẽ là HXSE. Theo quy tắc hóa trị, đối với HXSE Fe này được phép sử dụng hóa trị của hydro là hóa trị 1, của S là 2. Thì chúng ta có quy tắc hóa trị như sau: tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố này thì bằng tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia. X và Y là các cái số nguyên tố giản. Vậy ở cái biểu thức này chúng ta rút ra cho cô X trên cho Y bằng 2 trên cho 1. Và đến đây nó là số tối giản rồi. Chúng ta chọn X bằng 2 thì Y sẽ bằng 1. Vậy công thức hóa học của hợp chất cần tìm là H2S1, nhưng mà 1 thì chúng ta không biết. Tính phân trăm khối lượng của S và hydrogen trong hợp chất đó. Vậy phân tử khối của H2S là có hai nguyên tử 2 nhân với 1 cộng 1 nhân với 32 thì bằng 34 AMU. Vậy phân trăm khối lượng của H thì bằng 2 nhân với 1 trên 34 nhân với 100% bằng 5,9%. Phân trăm của S thì sẽ có hai cách. Một là chúng ta làm không thì lấy tổng 100% mà trừ đi phần trăm của H thì bằng 94,1%. Đây là hai dạng bài tập để lập công thức hóa học khi biết phân tử khối hoặc là khi biết hóa trị. Vậy cô đã hướng dẫn các em giải các cái bài tập của sách giáo khoa rồi. Tạm biệt các em. Cảm ơn các em đã chú ý học tập.